chào em quá đã. Cho anh gặp Kim Tử Long em ạ. Anh Kim Tử Long có ở đâu vậy? Kỳ vậy anh Long, sao kỳ vậy? Thôi vậy anh vô anh ăn hai. Có gì anh gặp anh Long thì em nói anh Long. Anh không đem tiền. Được không? Được luôn quý vị ơi, như vậy là bé chủ đã đồng ý rồi. Bây giờ còn chần chờ nữa, anh em ekip của Thám Tử Hôn Nhân hãy cùng vô nhà hàng ăn buffet thoải mái rồi chờ khách mời nghe. Mời quý vị ơi, thì ngày hôm nay khách mời chúng ta là hai người đàn ông trầm tính, gọi là ít nói, thùy mị, nết na của showbiz. Đó là ông Hoàng rapper cũng như là Thiên Vương. Ở nhà bà xã em là lúc nào cũng là giống như thủ lãnh nhà. Em không dám nói nhiều sợ bị la. Mà ra đây gặp các anh em đồng nghiệp vui quá. Lúc nào cũng phải cởi mở tinh thần của mình nhiều hơn. Và chương trình là Thám Tử Hôn Nhân, anh hứa với khán giả là ngày hôm nay tất cả mọi chuyện trong kẹt, trong hóc bà tó nhà anh đó, anh đều moi ra cho bàn dân thiên hạ ta biết hết được không? Em hứa là quét nhà nó ra rác liền nha quý vị. Nhà em nhiều rác lắm, ngày nào cũng quét chưa. Dạ, ngày hôm nay anh hứa nha, móc ruột móc quang moi hết tùm lum la ra nói nha. Cái người nào không biết nói bên đây nè. Rồi, Thiên Vương. Xin chào khán giả của chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Khi mà đến với những câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải qua một thử thách. Thì hiện tại mình đang có mặt ở nhà hàng của ai biết không à? Đó chính là anh Công Tử Liêm. Nói chuyện này thôi với anh Kim Tử Long. Trời ơi trời. Thật sự ngày hôm nay không có ảnh. Đây là món gọi là cái món đặc trưng bên ảnh. Là món đậu que đẻ. Bây giờ nhiệm vụ của anh là nếm thử cái hương vị của nước lẩu này. Xong rồi các anh sẽ làm y chang cái hương vị của cái nước lẩu của bên nhà hàng Kim Tử Long. Cần bị. Tôi nhìn những mát của này, những mức xăm ha. Vườn hồng ngày xưa đã úa. Ê, cà cà nha. Ê anh nha, cà nha, nó có ngũ vị hương nè. Trong đây có gì anh phân tích cho em nghe coi. Trong này thì anh thấy có là hồng nẵng sâm. Hay quá, anh biết không, biết luôn. Thông là gì? Cao kỷ tử. Cao kỷ tử. Có một chút gừng. Gừng. Và tiêu... tiêu xanh. Tiêu xanh. Ớt xanh. Bây giờ các anh đã nếm thử xong rồi. Bây giờ nhiệm vụ hai anh là nếm y chang cái hương vị nước lẩu quá đã của nhà hàng anh Kim Tử Long. Ở đây là hai cái loại nước mà em đã hầm sẵn rồi. Mấy em hầm mà đầu bếp chính ở đây đã hầm sẵn rồi. Nhiệm vụ của anh bây giờ nếm sao y chang vậy mà thôi. Thời gian anh bắt đầu. Vô. Rồi, trong khi mấy anh nếm thì em sẽ hỏi cái câu chuyện về gia đình cũng như là tình cảm của anh. Đây, đang không phải nấu chè nha, bớt đường giùm em à nha. Anh Hoàng ơi, cho em hỏi là vợ anh thua anh bao nhiêu tuổi hay là bằng tuổi anh vậy? Thua gần hơn nửa con giáp á. Vậy hả? Vậy anh là trâu già khoái gặm cỏ non rồi. Trâu già khoái gặm cỏ non rồi. Con nhát mới nặng không vậy? Ủa vậy á hả? Mà em chưa thấy mặt vợ anh ta. Ý anh là người đàn ông mà nhiều con nhất showbiz đúng không? Rồi có anh Lý Hải. Anh Lý Hải là anh là Á Quân. Á Quân. Dạ, anh bao nhiêu đứa con rồi? Ba đứa. Bốn ba. Quá trời, đẻ gì mà quá trời quá đất vậy? Anh ngày xưa anh với chị quen nhau trong trường hợp nào? Cô ấy ngày xưa là bên tổ chức sự kiện. Ngày xưa anh rất là thích những cô hoa hậu. Mà mấy cổ cao quá mình với không tới. Cuối cùng mình quay qua, ôi cô tổ chức hoa hậu cũng đẹp mà. Tổ chức hoa hậu. Mà tổ chức hoa hậu không được nữa thì anh kiếm ai? Chắc chú Bảo Vệ. Cho họ xu vậy. Rồi ai là người chủ động quen nhau trước? Bà. Cái này anh thấy hơi xạo nha. Anh xạo quá, anh gọi anh hơi xạo nha. Dạ chị ở nhà coi được thước phim này và em mong chị về chị xử anh Hoàng Rapper anh xạo quá trời. Cô nhắn cảm ơn anh đã hỗ trợ em vậy ha. Mình làm quen được hôm. Được không? Đúng không? Sao? Tôi nhớ hoài chữ hôm chứ bao giờ mà suốt cuộc đời tôi gần 30 năm mà chưa ai nói chữ hôm với tôi. Chữ hôm là ớ mà ôm hay là ô mà hôm? Ớ mà ôm. Ớ mà ôm là ta còn tin đó trời. Rồi lúc đó bao nhiêu tuổi rồi ba tin vậy? Hai mấy à? Em hai ba xích sai em tả đó. Em mấy hả? Rồi sao lúc đó anh về sao xuyến ba chưa? Chưa hả? Rồi hẹn ra gặp. Mà tự nhiên lúc đó có câu chuyện buồn ở trong công việc, ở trong gia đình. Stress. Cái bà hay tâm sự. Mình thì mình hãy ngồi nghe. Nghe. Mà mình phải nghe. Nghe trong tâm trạng vui hay là nghe em đang bực bội? Buồn ngủ. Buồn ngủ đúng không? Mà bà đâu có biết. Bà hay mắc mình liêm diêm vậy nè. Liêm diêm. Rồi. Bà tưởng là nhìn đồng bà đẹp. Cảm. Tông cảm. Ai về trong buồn ngủ. Rồi quá trời. Rồi sao bao nhiêu lâu rồi hai vợ chồng mới cưới nhau? Bốn tháng. Bốn tháng. Ghê vậy.
thiệt mà, tự nhiên không, lúc đó anh cũng muốn một cái sang chấn tâm lý về chuyện tình cảm cũ á. Cái anh quyết định thôi, mình dừng chân thôi, mình không có là lan bạc. Quá mệt mỏi rồi hả? Quá mệt. Cái người vợ hiện tại của anh nè. Ủa làm gì vậy có vợ? Cái là cái chị hiện, cái chị đó đó. Chị vợ anh đó là cái ấn tượng như thế nào, tính cách ngoại hình như thế nào mà anh quyết định tiến tới hôn nhân? Trời ơi, ngày xưa anh vẽ ra biết bao nhiêu hình tượng của người phụ nữ ha, là đúng gọi là lý tưởng của mình. Tóc dài. Là tóc dài hả? Người cao thức 8 hả? Không, cao em thấp xíu xíu thôi, nhưng mà nó giọng miền Nam nè hen. Ủa chị miền Bắc hả? Dạ chị khác hoàn toàn luôn. Tóc ngắn, nó giọng miền Bắc. Ờ, gương mặt thì anh cũng cá tính. Cá tính rồi. Dữ nữa. Trời ơi, không hiểu sao tôi dính được hay thiệt. Anh Thiên Vương, anh cưới vợ năm bao nhiêu tuổi? Cái gì vậy? Cái gớm hả? Gớm. Giờ niêm lại đi anh, niêm lại đi pha chế. Như là năm 2011. Em 2012. Sao anh Dương năm? Con của anh hiện tại đứa lớn là 7 tuổi. Đứa sau mấy tuổi? Sau là 3 tuổi. Đứa sau nữa là mấy tuổi? Hết rồi. Hết rồi hả? Anh có muốn đẻ thêm không? Để xoắn thôi áo quần của hoàng rapper. Khó lắm. Nhưng mà chứng tỏ tụi tôi là không ăn cơm chứ kẹn. Ủa gì trong đây có em thôi đó hả? Xu ghê. Ủa mà ngày xưa anh quen vợ anh trong trường hợp nào vậy? Bà xã anh lúc trước là quản lý của nhóm MTV. Trời ơi, anh ca sĩ mà anh dớt quản lý luôn, anh quỷ ma trà trộn anh. Cho nên là anh làm việc với bà xã anh là trước đó là 3 năm chứ, xong sau đó anh mới quen. Thì quen 6 năm rồi đầu anh mới đám cưới. Là lúc làm quản lý là yêu thương gì chứ anh hay là... Chưa hả? Tại bà xã của anh lớn tuổi hơn anh. À, gì là anh là phi công bay lên bay trên bầu trời rồi nhẹ nhàng bay lên. Anh lấy bằng được cũng lâu chưa? 11 tới giờ đó. Để anh rồi sao mà cái người con gái nó làm sao mà anh cảm thấy anh rung động một quyết tiến tới làm vợ? Thực ra thì bà xã anh thì không phải là ngoại hình có gì đó đặc biệt, nhưng mà cái quan trọng là anh thích là bởi vì là có sự chia sẻ như tiền đó, quản lý mà tiền đúng rồi, thông cảm quản lý và rất là tâm lý. Tâm lý. Có nghĩa là ngày xưa khi mà mình đi hát mà trong nhóm đúng không anh, thì quản lý chia tiền anh nhiều hơn những thành viên khác không? Không có. Thôi giờ anh khai thiệt đi. Ngày xưa thấy anh em trong nhóm bắt đầu ai cũng buồn hết trơn. Trời, hát mà đâu có nhiều tiền đâu, có nhiều là lấy chứ. Mà đúng rồi, hát luôn mà. Có nghe nói không vậy trời? Thực ra là anh lúc mà anh vô nhóm là anh là thành viên sau cùng, cho nên là cái thời điểm đầu á là anh nhận tiền lương ít hơn hai anh. Vậy hả? Bởi giống như là kiểu mình gọi là lương thử việc á. À, là bao nhiêu lâu anh trên lương ta? Tao có trên. Thì không? Anh nói cho có trên. Cười xả. Đây đây. Ủa mà tới giờ chị vẫn làm quản lý cho nhóm với anh? Không, bây giờ thì bà xã anh lui về sau thì chỉ là quản lý cho anh và những đứa con của anh. Đúng rồi, là một với phụ nhóm là làm những cái hợp đồng biểu diễn này nọ thôi. Dạ, cũng hỗ trợ nhóm luôn. Mối quan hệ cũ đúng không? Mối quan hệ cũ là cái thời điểm nó quen nhau. Từ đó giờ anh trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? À, bà xã là mối tình thứ ba của anh. Mối tình thứ ba. Em không tin, đẹp trai như anh mà ba. Không, ngày xưa anh đẹp trai lắm luôn á. Giờ cái nét nó vẫn còn. Nhưng đôi khi nó xuất hiện cái vết chân chim thôi. Nhưng mà cái nét đẹp trai vẫn còn, ngày xưa đẹp trai nhất nhóm luôn á. Ừ, giờ đẹp lão. Tại vì anh quen bạn gái đầu tiên của anh là 3 năm. Xong rồi chia tay. Bạn gái thứ hai cũng 3 năm chia tay. Bà xã anh là gấp đôi nên thì phải cưới thôi. Phải cưới thôi. Dạ. Trong thời gian quen nhau đến khi cưới là có cái nào chia tay không? Chỉ có cãi lộn thì có. Cãi lộn mà. Thường thường ai là người xuống nước năn nỉ trước? Anh á. Anh hả? Rồi sao kỳ với anh? Còn anh sao? Còn anh lúc nào cũng nằm kèo dưới em ơi. Anh từ đó giờ là bao nhiêu cuộc tình anh trải qua rồi anh Hoàng nó bơn? Cũng ba. Ba hả? Mà lũy thừa ba. Lũy thừa ba đúng không? Không kể hết được, không kể hết được. Nhưng mà tại sao lại người phụ nữ này là anh cảm giác khác với những người phụ nữ khác mà anh đó. Dừng chân bến đổ, dừng chân xin bến. Tại vì anh cảm thấy là những cái tiêu chuẩn mình đưa ra không giống. Hoàng nói là dừng bến, chẳng lẽ trước đó quen nhiều lắm hả? Rồi. Nhiều thiệt, em có chia sẻ với bà xã Duy này luôn mà. Yeah. Giờ em sáng tác khoảng chừng 200 ca khúc thì mỗi ca khúc là tặng một cô đó. Mỗi ca khúc là tặng một cô đó. Thấy ghê không? Bây giờ mỗi quận là một đứa con đó. Không, mỗi tỉnh em. Trời ơi, anh ghê quá à. Em ghê quá. Thiệt luôn á. Anh ơi, những cái bài hát từ đó giờ anh viết về những người phụ nữ là những bài hát tên gì đây? Bài đầu tiên mà mọi người đều biết hết là cái bài Vì Sao á, là Khởi My viết lời. Ủa là của anh á hả? Vì Sao là Khởi My viết lời. Trời ơi, em viết bài đó luôn á. Rap ra sao vậy anh? Buông tan ra. Ôi vậy hả? Cái cảm hứng đâu mà viết được cái bài đó hay vậy? Không, cảm hứng là từ câu chuyện của Khởi My.
rồi mình lại liên tưởng đến cái câu chuyện của mình, tình cảm của mình, rồi anh mới viết lời rap để bổ sung cùng với Khởi My, rồi cả một loạt album của Khởi My mười mấy bài luôn, là mỗi câu chuyện như vậy là của một cái cô ngày xưa học cấp 3. À, ngoài những cái câu chuyện mà gọi là chia tay đau khổ, buông tay nhau ra, buông chân nhau ra, thì có cái người con gái nào mà cái bài hát hay hay không? Đây, bài Cần Lắm. À, Cần Lắm là anh viết cho người vợ cuối cùng của anh. Không phải người vợ cuối cùng. Anh là chưa tới chị luôn. À, là anh nói cùng dẹt khúc trên. Là chính người đó mà anh quyết định lấy vợ đó. Vậy luôn á. À, quen đậm sâu em tưởng là tới tới hôn nhân với người ta luôn rồi đó. Một ngày nọ người ta ra đi mãi mãi không được lý do luôn. Thằng coi như là block Facebook, xóa số điện thoại, chặn tin nhắn luôn. Không hiểu lý do. Không hiểu lý do vì sao luôn. Vậy hả? Lúc đó là em bị tụt 7kg luôn mà. Dạ, bị thất tình đó. Anh hát đoạn Cần Lắm cho em nghe được không ạ? Cần lắm ngay lúc này, cần khóc cho vơi đời, cần đi đâu đó xa, trốn đây. Đi đâu là đúng rồi hả? Quá trời. Nãy giờ Hồng Ngọc nhập hả? Còn bây giờ người vợ hiện tại anh có viết bài nào cho cô ấy không? Có nhiều chứ. Cái bài để tỏ tình với cổ là cái bài Vì Em nè. Vì Em. Rồi sau khi mà cổ sinh em bé, mình viết bài My Dear để tặng con, rồi tặng cổ luôn. Sáng tới mày hát Khai Hoa Nở Dị đi, để đứa thứ tư. Mẹ Tròn Con Vuông. Mẹ Tròn Con Vuông. Ok ok. Ngũ Quý Kỳ Phùng. Hay á, hay á. Tứ Linh Hội Tụ. Mấy bài này bán cho Đầm Sen Suối Tiên hợp lý luôn á. Bây giờ ba rồi, giờ đẻ bốn, Tứ Linh Hội Tụ biết làm sao giờ. À, rồi nhắc đến kỷ niệm ngày cưới nữa thì anh có viết bài Gấu Mẹ để tặng cho bà nữa. Cái gì nếu muốn nghe bài Gấu Mẹ thì mọi người lên mạng thịt Hoàng Rapper. Hoàng Rapper Official hả? Dạ dạ, Official. Official, mọi người là Gấu Mẹ. Nói chung là chúng ta vừa nghe được cái chuyện tình của hai người anh, Hoàng Rapper và Thiên Vương. Và bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm thử xem để coi hai anh có làm giống như cái món gọi là quá đã của anh Kim Tử Long không nha. Đề bài đây nè. Sao em không thấy miếng cay nào luôn á? Thiệt. Cái này phải nấu. Sao vậy? Sao mặt ghê vậy? Một bánh ngọt đường, bánh ngọt một niêm nhanh đi mọi người. Trời ơi. Tao em thích nếm thử. Ủa em nếm thử một nêm hả? Nếm thử rồi, nếm thử. Anh nếm thử rồi. Trời ơi, ơi, anh nếm thử cái của em. Ít tôi, anh ít tôi, anh không có được có tham vậy. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Có lợi lợn sao á? Lợi lợn sao á? Em nghĩ là hai anh nên làm đúng chuyên môn mà đi hát thôi. Bớt cạnh tranh với anh Kim Tử Long, mở nhà hàng, nhà ơ là không có lời anh đâu. Thôi giờ bây giờ chúng ta cùng qua kia để thưởng thức món ăn thật là ngon bên nhà hàng Kim Tử Long nha. Xin mời anh Hoàng Rapper cũng như là anh Thiên Vương. Thôi bây giờ chúng ta cùng đến với một cái phần cũng rất là thú vị ở chương trình, đó là những chiếc thẻ tinh nghịch. Đây, ở trong chiếc thẻ này sẽ có những câu hỏi hoặc là những tình huống nào đó. Ví dụ khi mà lật cái tình huống đó ra thì mình phải xử lý tình huống nó như thế nào, hoặc là những cái câu hỏi rồi mình sẽ trả lời thôi, rất là đơn giản. Đây có hai cái miếng, mấy anh chọn đi. Mời anh Dương. Rồi. Lần đầu làm bố. À, lần đầu làm bố. Bây giờ có cái kỷ niệm nào về lần đầu làm bố, cảm xúc vỡ òa ra sao? Bây giờ có thể chia sẻ đúng một tiếng đồng hồ giùm cho em được không? Anh nhớ cảm xúc đầu tiên là nhận được tin nhắn anh ơi em hai vạch, là lúc đó đang đi quay với Harry Won. Rồi lập tức mình chia sẻ niềm vui này với Harry liền. Vợ rất là bị đau xương, tối nào cũng hành mình, bắt mình massage gần đúng chết rồi, luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đau xương giãn mang, bị hút canxi mà. Nên mình quyết định nếu mà con ra đời ha, con trai mình đặt tên là Bon. Bon là xương á đó. Đến khi mà cái ngày mà khai hoa nở nhụy đó, lại là ngày mình đi làm không có túc trực bên cạnh bà xã được, bà xã chỉ nằm trong bệnh viện. Thì lúc đó anh nhớ là đang đi quay với Trương Nam Thành. Cái số con Bon toàn là dính đến nghệ sĩ không à. Thì ngay lập tức là nói Thành ơi bây giờ gấp lắm rồi, em chỉ có quen mình nha, anh dọn cho bệnh viện đây. Là đúng 15 phút sau là con ra đời, là anh cũng vừa kịp để đón cái giây phút rất là quan trọng đó. Vợ sinh mổ, tại vì con bị quấn hai vòng rốn quanh cổ, đâm ra bắt buộc phải mổ. Đâm ra là tất cả mọi sinh hoạt, từ vệ sinh cá nhân mình cũng phải chăm lo cho vợ. Và mình cảm thấy là ngày trước mình nghĩ ôi những công việc nó thật là khủng khiếp á, mà càng về sau mình lại càng cảm thương hơn, cái thoải mái và tự nhiên, không có gì phải e dè rụt rè hết. Và anh nhớ cái lần ẵm con á, anh có dám ẵm không? Cô y tá không dám luôn á, sợ rơi. Rồi đúng rồi đó. Ừ. Cậu bé sợ đúng không? Đúng em rồi, sao mà bị mớp á, em sợ nó con mình bị mớp. Nó mì mèo nó đỏ lẹ. Rồi cái đó, cô y tá ra là tâm lý lúc đó rồi, nó còn xúc động rưng rưng rồi. Cái cô đưa ra cái hết rừng luôn. Hết rừng luôn, sao vậy? Giống quá à? Không phải. Bởi xanh mặt sợ nó ẩm sai đúng không? Sao giống con khỉ vậy? Sao giống con khỉ vậy? Tại nó nhăn nheo á. Ờ đúng rồi, nó nhăn. Nhăn mà nó xanh 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 nữa. Rồi nó mà không hát mưa đâu á. Mà miệng mồm gì đâu nó còn nhớt nữa nè. Cũng hồi sau á, khi được ẵm bé trong tay á, cái gì nó nín. Nín. Lúc đó mới rớt nước mắt. Lúc đó bé được 3kg. Tên gì anh, tên thật là tên gì? Nguyễn Đức Vũ Hưng. Nguyễn Đức là dòng họ của anh, là Nguyễn Đức luôn á. Dòng họ từ đời nội. Rồi chữ Vũ là lót họ mẹ. Tại vì Hoàng cũng rất là biết ơn gia đình bên ngoại của bé. Bởi vì cái thời điểm mà hai dòng lấy nhau á, anh không có tiền làm đám cưới. Ủa vậy luôn hả? Ba mẹ vợ lo tiếng rồi mà.
nổi ở bề mà nổi thôi chứ bề chìm không có gì hết trơn em ơi. Kể từ đó là anh đặt tên con là có chữ hờ đầu. Hưng là Hưng Thịnh hay sao anh? Dạ Đàm Vĩnh Hưng nha. Dạ Đàm Vĩnh Hưng nha. Đàm Vĩnh Hưng à? Ôi Đàm Vĩnh Hưng, nước mắt cũng này. Đàm mê Đàm Vĩnh Hưng hả? Ừ, anh đánh tên Hưng luôn. Rồi cái cuộc sống cũng thay đổi rất là nhiều. Và đặt ra mục tiêu cho mình là phải cố gắng làm sao để nuôi vợ, nuôi con. Mà không hiểu sao bé mang lại phong thủy may mắn cho anh á. Công việc và cơ hội nó liên tục nó tới. Ủa, anh cũng thấy đó, em cũng thấy luôn á. Anh có thấy gì không ta? Thay đổi hoàn toàn luôn á. Cuộc sống của em nó cứ vậy vậy khi mà em đẻ đứa con đầu tiên á. Có nghĩa là em sẽ qua một trang mới luôn á. Anh thấy như thế này nè. Khi mà bản thân mình chưa có con á thì mình làm cho mình. Còn khi mà có đứa con ra giống như là một động lực thúc đẩy. Mà cái phần mình làm là cái phần của đứa con của mình. Giống như cuộc đi dành của mình đi đó. Đúng rồi. Bởi vậy mọi người đừng có sợ rụt rè trong việc lập gia đình hay có con. Đúng rồi. Cứ tự tin lên, vận mình sẽ thay đổi. Con đầu của anh á, đáng lẽ tới ngày sinh rồi mà coi như là không chịu ra. Bé quay đầu là bé dụi vô trong bàng quang của mẹ luôn, vậy luôn kẹt trong đó luôn. Mà thời điểm anh diễn ở Mỹ, bả gì cạn mình hả? Bả rất là đau mấy ngày liền mà bây giờ nó không chịu ra, nó đợi anh về. Trời đất ơi, trời con có hiếu ghê luôn á trời. Thì khi mà anh về rồi là anh mới đặt cái vali là lại lấy cái vali khác để mà đi vô bệnh viện luôn. Là mới chịu ra. Mới chịu ra. Còn mà giờ lớn bả lì không? Cũng lì lắm. Thì đó, lì lắm bên mà. Mẹ mà. Chờ ba về mà cuối cùng đẻ ra bên mẹ. Ôi trời, anh có cái vật kỷ niệm nào đối với gia đình của anh cũng là đứa đây con nè. Anh không? Ba đứa là mỗi đứa đều có hết. Ví dụ như đây. Đây là bộ đồ đầu tiên. Không có tiền, kinh phí eo hẹp mà đẻ quốc tế không? Anh cũng quá trời rồi. Thì có chịu quốc tế cho nó sang mồm mà. Nhưng mà đúng là phải nhờ cảm ơn tất cả các y bác sĩ rất là tận tình đây. Trời ơi. Còn mùi à, còn mùi không? Còn mùi không? Chắc hết rồi, dễ gì còn. Mùi bệnh viện. Em giữ làm kỷ niệm. Bà tính bỏ bộ. Bây giờ lớn là bao nhiêu tuổi rồi anh? Bây giờ bé lớn là 6 tuổi rưỡi rồi. 6 tuổi là 6 năm bộ đồ rồi. Dạ, đó em vẫn giữ. Em bắt buộc phải giữ để sau này nó lấy vợ cho vợ nó coi làm của hồi môn. Cái khăn choàng này là cái khăn khoảnh khắc. Nhìn nó như con khỉ đây. À. Đó, em nhớ khoảnh khắc hoài á, cái khoảnh khắc mà nó nằm ở đây nè, nó nhỏ xíu đây nè, nó chiếu chiều đúng chiếu, không? Chiều ha, nó nằm như con khỉ mặt nó nhăn nheo. Cái đầu đầu á em mở ra. Đây, đúng rồi, mũi nè, mũi tôi nè. Cái mũi cao là của thằng nào? À, mũi cao là của Dương Lâm rồi. Bảy ho mũi sữa luôn anh ơi, để em ra giống em đâu. Xong cái em dạch nhẹ lên. Ô. Nè. Còn gì nữa không? À đây cái thẻ bài mà lúc mà đeo tay của bà xã ha. À, hay quá trời. Phải giữ thông tin ha. Đây là những cọng tóc máu đầu tiên của con. Đó, anh cắt anh giữ lại. Dễ thương quá à. Cái móng tay đầu tiên của con luôn. Trời ơi. Dài dài nè, nhỏ xíu ông ơi. Mà rong chất sừng cũng giữ lâu anh ha. Móng tay bon nè, ghi là nốt nè, chứ không lộn mấy bên kia nữa. Móng tay pin, móng tay bu rồi nè. Thì tại vì nhà em không có tiền để mà lưu giữ tế bào gốc á. Mấy trăm triệu lận thôi, em lưu giữ móng tay gốc. Sau khi cắt cái đợt tóc máu đầu tiên là em nguyện vọng là phải làm cá tính tạo nét cho con bon liền, đi bấm lô tay cho nó liền. Nuôi tới 4 tuổi tự nhiên một ngày đẹp trời bà tự ý bà sáng mất con tóc con nhỏ. Trời ơi, cái đuôi sao con nhỏ? Đuôi sao con nhỏ nó đang dài được bao nhiêu đây nè, em nghĩ coi. Nuôi được 4 năm trời dài được nhiêu đây. Ráng nuôi tới 6 tuổi đi vô cấp 1 cắt cũng được vậy, cô Lai thì cắt. Chưa gì mới 6 tuổi, 4 tuổi là vô mẫu giáo cắt rồi. Tức không? Bà cắt à? Bà cắt. Bà hỏi với anh không? Không hỏi. Quá chờ anh về sao? Điên máu liền, giận một tuần nữa. Nhưng mà em thấy anh Hoàng á, một người đó là chi li kỹ lưỡng luôn á. Nhìn mấy này trời, em nói trời ước gì trời tôi giữ được mấy này cho con tôi mà em giữ không được chứ. Còn cái này mà đem theo không được thôi. Tại vì cái này nó cũng hơi phong thủy một tí. Rúng. Sao lại đem không được? Tại vì em phải treo đèn. Ơ chi vậy? Treo đèn nhà để cho sáng dạ bé. Ủa vậy hả? Treo rúng lên cái đèn làm việc nha, chứ phải đèn phòng ngủ nha. Đèn ngủ hoài luôn đó. Trên phòng làm việc em là treo ba cái rúng. Đó, sếp thằng lớn là cao nhất. Từng hai cái là đèn làm việc sáng dạ xanh, anh không treo ở đèn phim trường đó. Đèn phim trường. Để cho nó ra phim trường nó sáng nó liền bừng đầu liền, anh đem nó phim trường không cho em. Đèn phim trường nó công suất nó lớn, nó chán. Đèn rúng khách nó sáng hơn. Đèn phòng khách thì tại vì em hay làm việc sáng tạo nằm ở đó, phòng khách để tiếp khách thôi. Vậy treo phim đó là nó đi khách hoài luôn đó. Anh lại không tin điều đó cho nên là anh có đem theo. Của anh là gì vậy? Anh Dương không có nè. Cái này á thì là của con gái anh, cũng giống như Hoàng thôi. Ê, ủa cũng có luôn hả? Trời ai cũng có, em có chán ghê. Của con gái đầu của anh là cũng cái áo mặc đầu tiên. Của chung bệnh viện luôn hả? Chung bệnh viện. Nhìn mà là biết giới tính liền. Đúng rồi. À, ông xui cũng mà 7 tuổi mà. Này 6 tuổi rưỡi. À vậy hả? À. Có khi thằng Bon nó có truyền thống nó lái bay giống bay vợ nữa. Chịu không? Ủa nhưng mà đứa sau của anh là con trai mà. Sao là con trai? Dạ. Còn đứa thứ hai thì anh giữ lại khác một chút. Cái khăn này á là hiện tại nó vẫn còn dính những cái máu của đứa con thứ hai của anh. Anh đang cắp bệnh viện hả? Có, họ anh xin họ đưa mà. À, anh xin đúng không? Anh được cắp đồ của bệnh viện nha. Thì đây là nó có. Cái này anh không xin luôn á. Nó cũ thì nó hơi phai đi.
là vẫn còn dính những cái giọt máu của con anh này. Cưng không? Đó. Rồi một cái mà anh rất là quý đó là Như Hoàng. Đúng nè. Đúng. À, anh có treo anh đèn rồi nó. Không, anh không treo mà anh lại cất vô trong tủ giống như là một cái kỷ vật. Anh cũng không biết là hai cái nào của đứa nào luôn. À, anh thôi kệ trộn cho nó yêu thương nhau. Chung. Ủa, để chung. Anh để chung giống như là hai chị em như một. Anh đi riêng phân biệt. Rồi dễ thương quá. Còn ở nhà em là mấy đứa con nó đầu bò cột chung cái đúng lại. Xong rồi rang cái đúng lên rồi nghiền nát ra. Cháu uống đúng không? Không uống để cho anh em yêu thương nhau không uống. À... bỏ vô bịch giống vậy thôi mà nghiền nát bột hết là anh bột hết. À nó hòa quyện rồi, yêu thương nhau. Bây giờ cái thẻ bài anh là gì ạ? Nụ hôn đầu tiên ngày cưới của hai bạn. Bà với bà xã như vậy với mấy cô kia nha. Thôi chừng lộn nha. Lộn à. Anh nhớ là trên trên cái phòng tập của nhóm anh. Lúc đó cũng mới chia tay người yêu. Xong rồi nói chung là cũng đang bị tổn thương. Gặp bà xã anh thì ngồi xong tâm sự này nọ thì cuối cùng lại cảm thấy có sự ấy thế là... Thôi anh ơi, sợ quá, mặt anh sợ quá. Không có giống bà xã anh Thiên Dương chút nào á. Còn ngày cưới thì ngày 21 tháng 5. Ngày 21 tháng 5. Còn nụ hôn đầu tiên của anh Hoàng ở đâu vậy? Bưu Điện thành phố. Dạ. Anh ngoài đường ngoài xá vậy, lúc anh giao hàng hay đi đâu mà ra Bưu Điện vậy? Lúc đó là chở bà xã đi chơi, là phải mượn chiếc xe của Phúc Bồ chở bà xã đi vòng đi qua trường Hòa Bình nè, uống cà phê bệt nè, cái xong gửi xe đó đi bộ tán dạo dạng bước. Thì sau khi bà xã đã tâm sự biết bao nhiêu cái tâm tư cõi lòng của mình trong công việc và cuộc sống và gia đình á, cái tự nhiên xong tức cảnh sinh tình quay qua làm cái chuột cái nhẹ thôi. Wow. Mà cái đó dấu ấn nhớ hoài luôn. Rồi, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến một phần nữa rất thú vị là thử lòng bạn đời. Bây giờ mình sẽ đưa ra tình huống hoặc là mình suy nghĩ gì trong đầu đó, mình điện cho vợ mình, mình nói câu chuyện đó ra để xem vợ mình phản ứng như thế nào. Sáng anh nói dụ em cái máy laptop à, hư rồi. Mà giờ hết tiền, bữa lỡ mua cái hộp hết tiền. Rồi sao? Thì giờ cho anh ứng trước được không? Anh bán lấy tiền mua trước rồi anh mua đời lại sao được? Thôi lấy luôn đi anh, để nha. Nha, cho nha. Cho cái gì? Cái máy anh mới coi rồi cũng phải năm mấy triệu luôn á. Không phải nha. Sao vậy? Có cho bán không? Thì cần lấy đi. Dạ yeah, dạ yeah. Không giận nha. Con khóc điều này đó nha, con khóc cái gì à. Thôi Lâm, mày nói với tao một tiếng đi Lâm. Vậy mà cho không vậy? Có cho rồi đó. Ủa chị ơi, có cho ảnh không vậy? Dạ, cho chị à. Ây thôi, khổ quá, giờ nãy giờ than cái máy bị hư rồi. Giờ giờ ok, rồi lấy đi. Ok, lấy đi đúng không? Dạ, nhưng mà ấm ức không, bị ấm ức không? Không ấm ức mà khóc. Chị cho em hỏi là cái nụ hôn của anh và chị lần đầu tiên nằm ở đâu vậy anh chị? Tại cái nếu có một cái mục thử thách đó, nếu như anh trả lời đúng á, anh chị cùng đáp án với nhau á, thì sẽ đem về tiền thưởng của chương trình là 50 triệu đồng. Còn nếu trả lời sai thì sẽ trả cho chương trình là 10 triệu đồng. Lần đầu tiên á anh? Dạ đúng rồi. Tôi đón em ở chỗ này, xong rồi ở Hung đó. Ở chỗ ở Hung nè đó. Ủa là ở chung cư nào chị hay là ở đâu chị? Hoàng Anh Gia Lai á. Hoàng Anh Gia Lai nha, Hung ở Hoàng Anh Gia Lai. Thôi như vậy là hai vợ chồng đã sai rồi. Một người Hung ở Hoàng Anh Gia Lai, một người Hung ở Bưu Điện. Như vậy là Hung lộn rồi. Hung khác rồi đó. Rồi Hung cô khác dùm về, chị xử lý anh Hoàng dùm cho em nha. Chắc Hung bé nào trước? Khỏi về. Kêu khỏi về, kêu Hoàng rapper khỏi về. Nhà anh mày. Dạ cảm ơn chị rất nhiều, chúc gia đình chị hạnh phúc nha. Dạ dạ. Luôn là cưng luôn nè, mới bay thương kìa. Mới hù có bán cái hộp hà, khóc. Không có thương ha. Còn chồng bệnh hả, không bao giờ khóc hết á. Chồng bệnh nó kệ, uống thuốc. Cho mà cho, kiểu là cho, thôi nó biết nó làm sao giờ đó, lấy đi. Ổn ghê. Alo, giờ vậy là tại vì chương trình bị delay là tới 2:30 mới quay lận, cho nên là chắc bét ra sân bay không kịp rồi. Hay là bây giờ về vé thủy vé được không? Vé rẻ thì bây giờ chỉ có bị mất vé thôi chứ giờ sao? Vậy là nếu vậy là khỏi đi đám giỗ ông nội rồi hả? Thôi là không đi. Thì về trễ là biết đâu đi được. Rồi Mio nó ai đón? Hay bây giờ về vé thủy vé đi. Khỏi đi, năm sau đi. Năm sau đi thì có ý nghĩa gì? Alo. Vậy. Sao vậy? Thôi về đi. Rồi nói chuyện với Lâm nè. Khoan, chờ xíu. Chị ơi, chị, alo. Trời, tôi sợ với ba cái chữ đó. Thôi vậy đi, khóc rồi. Alo, chị ơi, em Lê Vũ Lâm đây chị. Anh Thiên Vương đang quay chung với em á.
Chị, cái đó là cái thử thách của chương trình thôi. Sao chị khóc vậy? Chị ơi, đừng khóc nhé. À, anh nói chị là hay dễ khóc lắm. Em không tin, em không tin. Cái hả, điện cho chị cái làm chị khóc luôn. Chị ơi, em thay mặt chương trình xin lỗi chị. Cái này là tụi em cũng cơm áo gạo tiền. Nhỏ biên tập nó kêu tụi em làm á. Chị, ở chương trình có một cái thử thách rất là thú vị nè. Chị cho em hỏi là cái nụ hôn đầu tiên của chị và anh Thiên Vương là ở đâu? Nếu như anh chị trả lời đúng thì phần quà của chương trình là 50 triệu đồng. Còn nếu trả lời sai là không có tiền thưởng đem về. Phạt 10 triệu. Phạt 10 triệu đồng. bà khóc chưa nín nữa nè. Nín bé, nín dứt, nín, không khóc nữa nha. Chị nhớ nụ hôn đâu chị? Không nhớ thì mất 10 triệu chứ đâu. Lúc mà chị đang làm quản lý của nhóm đó. À, ở phòng tập của nhóm. Trời ơi, xin chúc mừng chị, đừng ngâm nhớ. Chơi gợi ý. Không thì dạ, chồng tôi không gợi ý. Không, nói chung là nhớ rồi, vậy là được rồi. Chị, ngày đám cưới của hai chồng là ngày mấy chị? 24 tháng 5. 24 tháng 5 đúng không anh? Đúng luôn, trời ơi, đúng quá trời luôn. Cảm ơn vợ chồng anh chị, chúc chồng anh chị hạnh phúc. 50 triệu làm nói cho vui thôi chứ không có anh chị nha. Cảm ơn chị. Dạ, chúc chị đi Hà Nội vui vẻ à. Dạ. Bye chị. Dạ dạ. Tại vì là hôm nay là vợ giỗ đầu của ông nội của bà xã anh. Dạ. Tại vì đợt vừa rồi á, là cũng tại vì em bé nhỏ với cận Tết á, bà xã anh không thể lên đám tang của ông nội được. Dạ. Cho nên anh lên thay thế. Nói chung là nãy mình đã trải qua cái phần thử thách của bạn đời của mình. Bây giờ chúng ta cũng đến với một phần tiếp theo rất là thú vị, đó là lời chưa nói. Bà xã à, anh nghĩ ngày hôm nay là đúng người đúng thời điểm tại chương trình thám tử hôn nhân á, thì anh cũng chia sẻ với em một chút xíu. Đó chính là đầu tiên là bớt ăn hiếp anh lại, bớt nóng tính, bớt cọc tính lại. Bên cạnh đó thì làm công việc gì cũng phải cẩn thận, nhẹ nhàng, từ tốn thôi. Đặc biệt là đụng đến dao kéo nè, rồi mấy việc nặng nữa. Hôm bữa em nhớ không, cái bế đứng của cái bồn rửa tay đó, cãi lời anh làm nghẹt làm chi, rồi tự lấy tuốc vít rồi tự mở ra, xong lắp vô cho nó rơi, nó trơn trợn, nó nặng, nó rơi rớt, rồi cho sức móng tay, rồi đứt tay vậy á. Mà cái tật bà xã là bị máu khó đông, mỗi lần đứt tay hay chảy máu thì máu rất là lâu đông, nó cực kỳ nguy hiểm cho bản thân mình. Để làm cái gì cũng nhẹ nhàng từ tốn, rồi có việc nặng thì phải cái hú anh, còn thí dụ không có anh ở nhà kêu qua liên quan gì tới điện hay gì đó thì gọi thợ tới mà làm, chứ đừng có tự ý làm vậy, nó rất là nguy hiểm. Nhớ cái bếp từ trường không? Bếp từ trường, bếp hồng ngoại mới mua, tại vì anh sợ bếp ga nguy hiểm cho cả gia đình, đâm ra đổi qua bếp đó, trời đẹp lá ngòi đó, xài sao cho nứt nó bể hết trơn. Đem đồ đem đạc thì cũng phải cẩn thận, ngăn nắp lấy từ tốn, từ từ từng cái chồng nào cao thì lấy từng cái một thôi, lấy chi nguyên sách cho nặng rồi cho nó rớt rồi bể hết. Ừ, cũng phải tốn tiền không, chứ còn lại là tuyệt vời. Bà xã em tuyệt vời, bà xã hoàn hảo, bà xã nấu ăn cực ngon, đó chính là lý do mà anh rất yêu bà xã, ngon không ạ? À? Chị Hồng đang ở quận 7. Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chưa thuê lại. À, 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhà. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. À. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. À. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Ừ. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Ừ. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì xe bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh có thể là luôn năng động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Điểm yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người, khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay không? Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Có
khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Ừ. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Ừ, con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường luôn. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình, nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được một tháng. Một tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tục ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình, với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình, không biết lo, chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay sao? Có khám được chưa? Có khám được, nếu em sinh được em phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước mình tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè, thì sao? Giờ ví dụ như anh đó, anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà, kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê trở lại chị. Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một bệnh á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một lần. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly không? Ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay, đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ với đã nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Thank you.
cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi nữa. Vì người kia đi rồi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu trong thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Ờ, vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Do em suy nghĩ là mình có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn, chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn đó là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh là nhiều, mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Nhưng cái số nợ đó vẫn cứ duy trì, không muốn hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha, đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có ban đầu cũng hạnh phúc, nhưng mà được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ, nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang tập nghiệp ở đây. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình được tốt thôi. Rồi. Ok em. Rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Rồi, dạ, cảm ơn em. Thì mình xin thiệu mình tên là Lê Công Khoa, mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Thế là mình đang định cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như lịch quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Nó có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm thứ 11. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận 4. Tư. Sao không đưa mẹ vô luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người cháu. Cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok. Rồi.
nghề nghiệp của mình là gì, ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ngoài đây là phân form, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, sắp xếp cho nó gọn lên, bài lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bên là mỗi cái khâu khác nhau chứ phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa trước đó thì em làm có việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ. Dạ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có giùm nó cái đó để mình dễ lựa chọn. Dạ, đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không, mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân với chị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly chị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Sống với anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển rồi. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Vợ mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà gốc Việt. Người gốc Việt. Thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hàng ngày cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim, Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, xuống ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không? Hay có thì đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là vô cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn đó. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào đó. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi là có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tới nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Mình người lớn ta tuổi. Cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên, ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì
khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi. Tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Ừ. Anh lại khá là nhiều. Dạ. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sao? Được chứ, anh thì được chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Thì bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em, giống như cái kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, lợi dụng hoặc là thì, dụng thì nói quá. Thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh, còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Nhưng mà em biết rồi mà anh thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được đó. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được phải không? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Thì mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thôi mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chứ thay đổi không khí thôi anh ơi. Ừ. Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không ạ, chứ không có cái nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Cũng vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tôi không tình ta na ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Tối anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Mai nha. Sao ra giúp em được không ạ? Rồi mình giới thiệu một chút về các thông tin cá nhân của mình trước nhé, như là tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại cũng như là
quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà không biết nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha. Là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi, rồi. Dạ dạ dạ. À, mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983. Mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Ờ, công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Ờ, chị có nghe rõ em nói không nhỉ? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non, là mình làm vị trí gì ạ? À, mình là giáo viên mầm non. À, là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại cho mọi người. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Mình là cái người sống tốt, nếu cái ưu điểm của mình là mình bạn bè gì đâu. Rồi. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình nhà. Mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có 2 tình trường. Mà cũng Lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình là có mình chia tay là do là cũng hợp với ông xã quản lý cũng được, là do là ông xã khỏe quá, có nhiều cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên mình có nhà cháu Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên đó có cách cách bên đó thì dịu dàng hơn, lại biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Có công việc ổn định là được, không cao lắm vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có
có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? À, mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình các bạn thì bên đạo Phật cũng hơi khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và người quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi, ok ạ. Rồi, cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Ủa, anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Đó, khi đó chị nên để.